ngày 9 tháng 11, Công an thành phố Biên Hòa đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai điều tra xác minh vụ trộm viếng thăm cửa hàng viết tên to rơi cũng nhiều tài sản trị giá hơn 1 tỷ đồng. Theo điều tra, sáng cùng ngày, một số bảo vệ mở cửa trung tâm mua sắm điện thoại viết tên to rê ở đường Nguyễn Ái Quốc, thuộc U, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để chuẩn bị ngày làm việc. Lúc này, các bảo vệ phát hiện kho hàng có dấu hiệu bị trộm nên báo cho quản lý. Quản lý có mặt cùng nhân viên của cửa hàng kiểm tra mất nhiều tài sản như điện thoại di động các loại, tiền, ca tổng tài sản trị giá hơn 1 tỷ đồng. Sự việc được trình báo công an. Công an có mặt khám nghiệm hiện trường lấy lời khai điều tra. Qua lấy lời khai, các bảo vệ cho hay, khoảng 22 giờ ngày 8 tháng 11, cửa hàng khóa cửa nhưng có bảo vệ trông coi và không có dấu hiệu bất thường nào. Công an nhận định, các đối tượng đột nhập từ phía sau qua trần nhà vào kho lấy trộm tài sản rồi tẩu thoát. Hiện công an đang khẩn trương điều tra làm rõ.